Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Chú Hoài Bảo. Và đây là chuyên mục Mèo Cú Bích, nơi mà các bạn có thể chia sẻ những tâm sự, cũng giống như là các bạn thắc mắc bất kỳ cái gì, các bạn cũng có thể đều gửi tới chương trình Mèo Cú Bích của Bảo, để có thể Bảo sẽ có thể tâm sự cùng các bạn, chia sẻ cùng các bạn, cũng giống như là giải đáp những cái thắc mắc mà các bạn đang cần một cái câu trả lời. Thì nơi đây chúng ta sẽ trò chuyện cùng với nhau và tâm sự cùng với nhau nhé. Bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Đủ 1.500 bạn, mình sẽ bắt đầu vào chương trình nha mọi người. Ok, hào hứng mọi người ơi, mình sẽ sắp bắt đầu vào chương trình rồi. Và kỳ này chương trình Mèo Cú Bích nó sẽ mới hơn, nó sẽ lạ hơn và nó sẽ độc hơn nha mọi người. Còn những bạn nào trên YouTube thì các bạn đừng quên nhấn nút subscribe channel để ủng hộ cho Bảo nhé. Mình sẽ trả lời những câu hỏi của các bạn mà đã gửi cho mình nha mọi người. Mình sẽ trả lời những câu hỏi mà các bạn đã gửi cho mình ở trên cái Facebook cá nhân của mình. Hôm bữa ngồi tâm sự, bạn ấy hỏi em thích ai mà em không biết trả lời như thế nào. Mà tại sao, các bạn suy nghĩ đi, các bạn thắc mắc đi, các bạn suy nghĩ đi, tại sao các bạn nữ đó lại hỏi các bạn nam này là ủa bạn thích ai vậy? Nếu mà một người không có ý với mình thì sẽ không bao giờ hỏi cái câu đó, đúng không? Đúng không? Kiểu như là nếu mà một người không có ý với mình đó, thì người ta sẽ không hỏi những cái câu như là bạn thích mẫu người như thế nào? Ủa mẫu người của anh thích là người như thế nào? Mẫu người của em thích là người như thế nào? Em thích một người như thế nào? Nếu mà một người có ý với mình, người ta sẽ hỏi những cái câu như vậy. Cũng giống như cái bạn nữ này, ý có nghĩa là bạn nữ này cũng đang có ý với em đó bé. Nguyễn Thanh Bình, bạn nữ này anh thấy đọc sơ sơ anh hiểu là kiểu mà bạn nữ này cũng đang có ý với em đó. Bạn đó có ý với em, bạn đó mới hỏi em là em thích ai. Tại vì bạn ấy muốn biết là em thích ai. Nếu mà một người không có cảm tình với mình, không thích mình, không có gì với mình á, thì người ta sẽ không có hỏi những cái câu như vậy. Người ai, bất kể những câu hỏi nào mà hỏi ra đều có mục đích hết. Ghê chưa? Các bạn thấy Bảo ghê chưa? Vậy có nghĩa là cái con bé này nó cũng thích em, nó Thanh Bình. Rồi, em không biết trả lời như thế nào. Em xu quá em ơi, xu thiệt sự luôn. Nếu mà gặp anh á, cái con bé đó mà hỏi là bà thích ai vậy? Nên mà nếu mà anh thích nó đúng không, mình sẽ kêu anh thích em. Anh thích em. Oh my god. Wow. Đó, nói vậy luôn. Trời ơi, cút cớ rồi, kiểu mà nhỏ nhỏ mớm cho ăn tới vậy luôn, nhỏ nhai nhộp nhẹp nhả ra cho đỡ nóng rồi cho ăn luôn rồi. Mà cũng không ăn luôn. Tức gì? Trời, tao thấy tao nghe mà tao tức á. Tao nghe mà tao tức anh đánh cái lồng ngực á. Trời, xuất sắc quá bé ơi. Em đã vừa bỏ đi một cái cơ hội để dạy giống như là thổ lộ của mình rồi. Còn cái việc mà cái bạn đó là bạn là người yêu cũ của bạn thân em thì đã là sao? Thì đã là sao? Ơ, nếu mà cái thư mục đó trống thì bất kể ai cũng có cơ hội để chui vô. Ơ, cái khoảng đó là khoảng trống thì bất kể ai cũng có thể chui vô. Ủa, bạn thân em, người yêu cũ của bạn thân em thì đã là sao? Hai đứa còn quen không? Thí dụ như mà hai đứa đó còn quen nhau á thì mới là vấn đề. Còn đằng này hai đứa chia tay nhau rồi, đã là người yêu cũ của nhau rồi thì đâu có vấn đề gì đâu em. Thoải mái đi, sao em sao take it easy đi em, sao mà em kiểu như là em căng thẳng vậy? Bình thường chứ, thư mục đó trống thì em cứ thảy cái file em vô. Ơ, thư mục trống nè, ớ thảy cái file vô. Ơ, vậy là được rồi, đâu có gì. Trời, cái con bé này nó cũng thích em. Hỏi vậy là nói ra là con bé này nó cũng thích em, nó cũng có ý với em rồi đó. Nó mới hỏi em là thích ai chứ hả, nó không có ý với em. Nó ông nội nó hỏi em thích ai, biết em thích ai làm chi, nó biết em thích ai để em thăm, nó thăm dò em, hiểu không? Cho nên là tem chầu này vô nè em ơi. Nhưng mà em bỏ những cái vụ mà bạn ấy là người yêu cũ của bạn thân em, ok mẹ nó đi. Ủa bạn thân em, ủa bạn thôi mà chứ đâu phải là gì đâu em. Ủa bạn thôi mà. Ủa quan trọng mình đó chứ. Ủa mình ế mà. Mình ế. Ủa mình đang ế mà sao kỳ hả? Nó tự nhiên. Ủa tự nhiên. Nó quen hết nguyên gái Việt Nam này luôn. Ví dụ như nó quen hết tất cả mọi người xung quanh em luôn. Cái xong rồi hả, cứ ai cũng là người yêu cũ của nó hết. Cái em ế luôn hả? Em bị gì vậy? Ủa sao tự nhiên tình nghĩa anh em có chắc bình lâu. Tức á. Tức. Vụ này căng á, vụ này được á. Rồi mình sẽ tiếp xuất sắc quá bé ơi nha. Bây giờ mình sẽ tới chúc em Nguyễn Thanh Bình may mắn có được bạn đó trong vòng bàn tay nha. Ủa trong lòng bàn tay, ủa lộn, trong vòng tay nha. Tức quá mọi người. Tại vì sorry dạo này mình mới khai triển lại cái chương trình này á, cho nên là mình cũng còn hơi bối rối á mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tới một cái một cái câu hỏi tiếp theo của một bạn tên là Trịnh Thúy. Ok, bạn Trịnh Thúy nói gì vậy nè. Thang ế
nhưng trai nhắn tin hay thả thính đều tránh né và lạnh nhạt. Em bị sao vậy anh? Ờ, không, em ế thiệt đó em. Em ế là em ế mà, cái này là em ế thiệt luôn. Đúng không? Là tại vì em ế là em ế trai trai đẹp. Em ế trai học giỏi. Em ế trai cơ bắp, em ế trai giàu có. Em ế trai có kiến thức rộng. Em ế trai ga lăng, em ế trai lịch thiệp. E toàn còn mấy cái thằng mà nhắn tin cho em á. Còn mấy thằng mà nhắn tin cho em là mấy cái thằng mà em không thích. Đơn giản là vậy. Đơn giản là vậy. Có rất là nhiều thằng nhắn tin cho em, nhưng mà quan trọng em có thích mấy thằng đó không? Không. Mấy thằng đó phải gu em không? Không. Nếu mà gu em, nếu mà em thích mấy thằng đó, dễ gì mà em không ăn thính. Dễ gì mà em ăn thính. Ôi ôi trời ơi. Đỉnh cao trời ơi. Bảo đỉnh cao trời. Đúng không? Dễ gì mà không ăn thính. Nói chung là em ế ở đây á, có nghĩa em ế thiệt. Em ế là em ế, em chưa gặp được cái người phù hợp với em. Em chưa gặp được một cái thằng mà em thích thiệt sự. À, em chưa gặp được một thằng đúng gu em. Thì em ế đúng rồi. Còn những cái thằng mà thả thính em, mà nhắn tin cho em mà mặc dù em nói là em ế, nhưng mà những cái thằng mà nhắn tin thả thính em đều tránh né và lạnh nhạt á. Bởi vì mấy thằng đó em không có thích mấy thằng đó. Mấy thằng đó, mấy thằng đó không đủ. Mấy thằng đó không đủ cái lực để kiểu hay nó không đủ cái lực để kiểu giống như là để em thích mấy thằng đó. Nên là có thể là mấy thằng đó chỉ là mấy thằng tầm thường thôi. Mấy thằng nhắn tin cho em thả thính em hổm rà toàn mấy thằng tầm thường thôi. Chứ nếu mà gặp thằng nào đẹp trai nhà giàu mà hả học giỏi kiến thức sâu rộng, thử coi em có thích không. Chắc đừng chết luôn à, thích đừng chết luôn. Thích muốn điên đảo cái đầu luôn. Thật sự là vậy. Còn nếu mà em đã gặp được những cái thằng như vậy luôn, những cái thằng nhà giàu học giỏi mà kiểu mà này kia các kiểu mà đúng gu em luôn, nhưng mà em vẫn cảm thấy lạnh nhạt và em tránh né, có thể em bị mắc cái bệnh mà kiểu mà em có thể bị mắc tâm bệnh đó em. Tại vì bữa anh có nghe một cái câu kiểu mà có một mắc một cái hội chứng gì đó, anh nghĩ em đi khám bác sĩ. Nani? Anh nghĩ em đi khám bác sĩ. anh nghĩ em đi khám bác sĩ. Bởi vì cái hội chứng là giống như là ước gì có ai đó yêu mình ngay bây giờ, ước gì có ai đó quan tâm chăm sóc mình, ước gì mình có người yêu ngay bây giờ, có anh nào tới hả cua mình ngay bây giờ. Đó là lúc nào cũng bản thân mình cũng ước vậy đó. Ừ, nhưng mà tới khi trai xuất hiện cái tránh ra. Em quay cuồng trong mơ hồ, loài người như cuốn đi trong mê say xỉn. Trai xuất hiện mà giống như là một cái hiện tượng tôn giáo vậy mọi người. Cái tao mày em sợ, em hoàng hoại em. Mặc dù em lúc nào cũng than ế hết, nhưng mà lúc nào mà thấy trai cũng là vậy, là kiểu mà bỏ chạy vậy á, là có nghĩa là em bị bệnh rồi đó. Kiểu chết rồi, xui quá em ơi, em đi khám bệnh đi nha. Tại cái đó là một cái bệnh tâm lý xã hội á, em cần phải đi khám á. Thiệt, đó là vậy đó. So, mình sẽ tới cái câu tiếp theo. Bạn Thanh Phương nhắn là nếu lỡ vội yêu rồi làm người yêu rồi mà cứ nhắn tin là cãi, phát hiện không hợp nhau thì sao ạ? Thì chia tay đi Thanh Phương. Trời ơi, còn hỏi nữa, không biết bà hỏi gì anh chi nữa. Ok, một câu hỏi tiếp theo từ Bảo Hân. Crush của em có người yêu rồi nhưng em cũng muốn in crush lắm, nhưng mà lại không làm được vì tình cảm còn rất là sâu đậm. Giờ em phải làm gì đây anh Bảo? Em ơi, người ta đã có người yêu rồi. Nếu mà em cứ nghĩ về người ta có nghĩa là em đang muốn làm stress day đó mọi người. Em đang muốn làm stress day đó. Em không thể nào mà hả đạo đức âm 10 như vậy được. Em hiểu không? Không thể nào mà làm người thứ ba được, em hiểu không? Mặc dù cái đó chỉ là trong tư tưởng của em thôi, nhưng mà cái đó cũng đã có một cái gọi là giống như là ngoại tình trong tư tưởng rồi. Cho nên là bây giờ là người ta đã có người yêu rồi thì em mảy may em không có được cái may mắn để gọi là có cái duyên với lại cái bạn đó, thì thôi mình chúc phúc cho bạn đó đi. Ok, đi quen thằng khác, đi kiếm đi crush thằng khác. Trời ơi, giờ ra chơi em đi bốn bể tứ phương, em đi vòng thế nào cũng crush được à. Đó, lát em ra em crush chú bảo vệ nè, em crush cái thằng đứng ngay cây bàn, em ra em crush thằng đứng ngay căng tin. Chỗ thiếu gì thằng để crush, bỏ đi, đừng có làm crush day nha em. Nếu mà em vẫn còn cái suy nghĩ với cái người mà đã có bồ rồi như vậy là nguy hiểm lắm. Không được nha, cái gì cũng được, nhưng mà đừng làm stress day nha. Mình phải làm Monday hoặc như bảo làm Friday thứ sáu kia chuyện ma mọi người, vào lúc 9 giờ tối nha. Friday, ok.
Mày giật bồ của tao, tao có thể bỏ qua. Nhưng mày giật bồ người khác thì tao không chắc. Sao mình sẽ tới câu hỏi tiếp theo. Huỳnh An, vì một người thứ ba cũng vì do em yếu lòng. Chúng em quen lại nhau, Bảo có nghĩ là tụi em sẽ hàn gắn được như lúc trước không ạ? Vì một người thứ ba cũng vì do em yếu lòng. Có nghĩa là em đang quen cái bạn đó, nhưng mà em lại thích một cái người khác. Em một cái phút yếu lòng em cảm nắng với một người khác. Sau đó này hai đứa em phát kiểu mà không có biết là em đã kiểu mà lăng nhăng hay chưa, mà hai đứa em lại quen lại nhau, thì có nghĩa là hai đứa em chia tay nhau. Thì Bảo nghĩ là nếu mà các bạn đã quyết định quay lại với nhau rồi á, thì các bạn phải dẹp bỏ đi cái chuyện cũ. Tại vì nếu mà các bạn quyết định quay lại với nhau rồi mà các bạn vẫn nhắc cái chuyện cũ, đem cái chuyện cũ đó để ra nói mỗi lần giận nhau á, thì cái mối tình này chắc chắn sẽ tan. Cái mối tình này thật sự luôn, for real là chắc chắn sẽ tan. Nếu mà các bạn đã xác định là các bạn sẽ tha thứ cho người ta và quay lại với người ta, thì phải quên đi cái chuyện đó. Còn nếu mà các bạn cảm thấy là không quên được cái việc đó, cái việc mà người ta làm sai với mình, thì đừng quay lại. Bởi vì nếu mà các bạn quay lại á, thì các bạn sẽ cứ gây áp lực cho người ta. Và nếu mà một cái tình cảm mà nó bị toxic, nó bị kiểu giống như là bệnh hoạn như vậy á, bệnh tật á, như vậy mà nó không có cách chữa được á, mà nó cứ như vậy á, thì thế nào cũng sẽ tan thôi. Có trời mới giá được em mà. Thôi mình sẽ tới với một cái câu hỏi tiếp theo. Bạn Huỳnh Nhật Thi: em là khối nhỏ nhất, còn anh kia là khối lớn nhất trong trường. Khoảng một tháng nữa là anh kia ra trường. Em thích ảnh, nhưng mà ảnh lạnh lùng lắm. Em muốn encourage nhưng mà thời gian còn ít quá, em tiếc. Thì em cảm thấy là thiệt sự là mấy cái thằng lạnh lùng này, tại vì nó không biết nói gì, cho nên là nó đứng y một chỗ, nó không biết nói gì, nó ít nói, xong rồi hả, nó không biết phải làm gì ngay lúc đó. Nó cũng chả biết tiếp xúc, nó ngại tiếp xúc với mọi người, nó ngại tiếp xúc với xã hội. Nó có cái bệnh gọi là dị ứng con người, dị ứng đám đông. Mấy thằng như vậy không phải là lạnh lùng đâu mọi người. Mấy thằng như vậy là ngại tiếp xúc mọi người, mấy thằng nó đang bị kiểu mà tự kỷ á. Nhiều khi mấy thằng nó bị tự kỷ luôn á mọi người. Thì là nó ít nói thôi chứ cũng không lạnh lùng lắm đâu. Mà con gái thì rất là thích trai lạnh lùng. So, thì Bảo cảm thấy là cái gì này của em nó cũng không có cái gì đâu, mà nó chỉ là thiệt sự là em sẽ sớm thôi, em sẽ crush một thằng khác thôi. Thiệt sự là vậy. Sau khi mà thằng này ra trường rồi, sớm thôi em sẽ crush một thằng khác thôi, nhanh thôi em. Nhiều khi em comment vậy chứ mai em crush thằng khác. Nhiều khi em comment vậy chứ mai em crush thằng khác nha. Tao nói là con nít kiểu mà đầu óc nó dễ thay đổi đó mọi người. Mai cái gặp thằng đẹp trai hơn cái anh ngày hôm qua là gì, anh ngày hôm qua là gì, nói gì vậy, thích thằng khác đó là chuyện bình thường. Giống như Bảo á, giờ đã chơi Bảo đi ra bật hết người ta đúng không, bật hết tới hết giờ đã chơi cái Bảo hết mọi người đó là vậy. Em thích anh kia nè, bạn này bạn có tên Đoan Thanh nha, và những cái trường hợp này chắc chắn là sẽ nhiều bạn giống như cái bạn Đoan Thanh này. Em thích anh kia, anh kia cũng có vẻ thích em. Cái này chắc em tự nghĩ vậy á. Cái này chắc em tự nghĩ vậy đó. Tại hay gieo hy vọng cho em. Em biết là nó hay gieo hy vọng cho em rồi. Em biết sao? Kẻ đi gieo tương tư. Đó, có những cái thằng gọi là kẻ đi gieo tương tư. Đó, mấy thằng, có mấy thằng thích vậy. Có mấy thằng thích làm người khác thích mình, nhưng lại không muốn tiến tới với mối quan hệ với người ta. Nó chỉ thích cái cảm giác giống như là đi làm cho người khác thích nó thôi, chứ hoàn toàn là nó không có thích kiểu mà giống như là xác định một cái mối quan hệ rõ ràng. Đi chơi luôn, hôm em thi em bảo nhớ anh ấy thì anh ấy chạy lên trường cho em ngắm vài phút rồi chạy về mặc dù nhà xa ạ. Thì cái thằng này kiểu giống như là nó cũng coi phim Hàn Quốc nhiều quá mọi người. Nó biết, mấy thằng này rất là thông minh, nó biết làm thế nào để cho em thích nó, nó biết làm cách nào hoặc nói những câu gì, hành động như thế nào để các em có thể kiểu để nó có thể ghi điểm với các em, để các em có thể thích nó. Nhưng các em nên nhớ là nó làm với tất cả những con khác, không phải một mình em. Em nghĩ em là ai? Em nghĩ em là ai vậy bé? Who do you think you are, bitch? Em nghĩ em là ai? Nó làm với tất cả các con khác như vậy, không phải mình em nha. Không phải mình em. Sao muốn lật cái bàn luôn, muốn lật cái bàn luôn. Mấy thằng vậy nó cũng khốn nạn lắm, muốn lật cái bàn luôn. Ok. Thằng đó là, ủa mà tại chạy lên trường ngắm vài phút. Thằng đó giống như là danh lam thắng cảnh vậy hả mọi người? Lên trường ngắm thằng đó, nghe giống như thằng đó giống như là danh lam thắng cảnh vậy ha. Ok. Nhưng lúc em tỏ tình thì không chịu. Đó, khúc này mới tức nè.
làm quá trời luôn, kiểu giống như là bảo có con em thằng đó đàn cho con em bảo một cái, bạn nghĩ đi, có ai mà ngồi đàn cho mình, kiểu mà call nhau á, gọi điện thoại Facebook á, có ai mà không thích mình mà đàn cho mình nghe một tiếng máy không, vừa đàn vừa hát cho mình nghe một tiếng máy không, xong rồi rốt cuộc chỉ coi là bạn bè. Xấu. Có mấy thằng hay vậy lắm nha má. Bởi vì bà nói rồi, nó chưa tỏ tình với các bạn thì chưa chắc chắn một điều gì hết nha. Chưa tỏ tình thì chưa chắc chắn một điều gì hết đó. Tới cũng hỏi ra là có ủa vậy có yêu nhau không vậy không? Tức á, lật cái laptop tức á đó. Có mấy thằng nó thích vậy, các bạn nên nhớ là có mấy thằng thích vậy á đó. Nó thích đi gieo tương tư vậy đó mọi người. Nhưng mà một ngày nào đó thì bị nghiệp quật thấy mẹ nó luôn. Ok. Anh ấy có người yêu rồi. Cái gì? Nhưng lúc em tỏ tình rồi không chịu. Xong rồi anh ấy có người yêu rồi. What the fuck? Bây giờ em nên làm gì ạ? À? Ôi trời ơi, em còn làm gì được nữa, em nó có người yêu rồi, em làm gì được nữa? Ủa? Nó chỉ gọi là chăm sóc em, thể hiện là nó thích em, chứ nó đâu có nói là anh yêu em đâu. Quan trọng nhất vẫn là câu anh yêu em. Em làm bạn gái anh nha. Quan trọng nhất những là cái câu đó, phải nghe được câu đó là mới chắc chắn. Chứ đừng như em gái bảo kiểu như là nghe đàn tiếng vậy đó mọi người, ngày nào cũng đàn vừa đàn vừa hát nghe tiếng, cái tưởng nó thích mình, cái xong rồi làm lộn lên, rốt cuộc nó không thích mình, nó thích người khác. Tức á. Tao nghe mà tao tức á. Chia buồn cùng em nha Đoan Thanh. Em phải làm gì bây giờ hả? Em nên block thằng đó đi. Tốt nhất là nên block thằng đó đi nha em. Kiểu em chặn hết tất cả những cái gì liên quan tới thằng đó đi. Chặn hết đi. Đó, đừng để cho nó tìm em nha. Rồi em block nó đi liền nha, bấm 1, 2, 3 block liền nha. Rồi xong rồi em đi kiếm thằng khác đi. Rồi ok. Tức á mọi người. Tức á. Đọc kể những câu chuyện này mà tức á. Ok, xong mình sẽ tới cái câu tiếp theo. Trần Nguyễn Thủy Ngân. Nghe nó hóa học quá ha. Nghe nó hóa học quá ha. Một bạn tên là Trần Nguyễn Thủy Ngân. Rồi vô. Em thích một người về phương diện tình cảm, nhưng họ lại cần nhu cầu về thể xác với em, và hơn cả bọn em có một lá chắn vô hình rất lớn. Em muốn quan tâm nhưng họ lại không cần. Thì họ chỉ cần chịch em thôi. Xấu. Đọc tới đây là chị, họ chỉ muốn quan hệ tình dục với em á, chứ họ không thích em. Sao á. Đọc tới đây là họ hiểu rồi đúng không mọi người? Em rất thích một người với phương diện tình cảm, là cái phương diện đó là phương diện của em thôi. Còn cái người còn lại thì họ chỉ cần nhu cầu về thể xác, và hơn cả bọn em có một lá chắn vô hình rất lớn. Lá chắn đó là em không chịu cho nó chịch. Lá chắn đó là em không chịu cho nó chịch. Xấu. Em không chịu cho nó chịch cho nên nó có lá chắn vô hình với em thôi. Giờ em cho nó chịch đi, trời ơi nó nhào vô liền bác. Trời ơi, nó đục đầu vô liền. Trời ơi, nó ủng đầu nó vô liền luôn á bác. Thiệt. Em thử cho nó chịch cho nó ủng đầu là cái lá chắn vô hình nó biến mất liền luôn á. Là kiểu nó không tàn hình nữa đâu nha má, nó bỏ cái lược xuống liền luôn. Thử đi. Mấy thằng này nó chỉ là a fuckboy nào vậy. Ai vô sao một đêm tỉnh dậy mà được fucker đó, kiểu mà mấy thằng vậy đó. Em muốn quan tâm nhưng họ lại không cần. Ủa, nó đâu cần em quan tâm nó đâu. Nó cần gì? Ok. Nó cần nó thôi. Tại sao em phải đơn giản là nếu mà nó chỉ cần cái việc đó thôi, nó không cần tình cảm thì có nghĩa là nó không thích em, nó không yêu em. Ủa, em không biết, em không hiểu hả? Em có hiểu không? Trời, em có hiểu không má? Tao nghe mà tao tỉnh dậy liền luôn á. Ủa, tao nghe mà tao tỉnh dậy liền luôn á. Mà nó nhỏ này nó không tỉnh luôn á. Hiểu như là không sao á. Tức á. Em ở cạnh cũng gì? Em muốn quan tâm nhưng họ lại không cần. Em ở cạnh cũng được, không cũng được. Có em cũng được, không có em cũng chẳng sao. Vậy em có nên tiếp tục không ạ? Ủa, tất nhiên là chắc không, chắc chắn là không rồi. Ôi. Cổ chết á. Tao cắt cổ chết luôn á. Cắt cổ chết á. Tao thấy mà tao tức á. Nó có em cũng được, không có em cũng được. Bởi vì nó quá nhiều mối. Nó quá nhiều kiểu như là thằng này nó quá pro trong cái việc mà có thể hả. Thằng dạng như là thằng trap boy kiểu mà có thể hả
phong tỏa, của kiểu giăng lưới phụ nữ, cho nên là nó có quá nhiều con để làm ba cái việc đó rồi. Còn em là một cái thứ quý giá, em là một người trọng tình cảm, em là một người trong cái việc tình yêu của em á, thì em luôn đặt cái tình cảm lên hàng đầu, thì em là một cái thứ quý giá, cho nên em cái thứ quý giá không xứng đáng với những thằng như vậy. Những thằng như vậy là dục vô sọt rác hoặc dục vô bồn cầu gạt cái nước cho nó, hiểu không? Những thằng như vậy là không cần phải nghĩ nhiều. Next, cho đi ra đảo liền. Nó cái đảo của nó là cái gì, anh vô anh bắn bể cái đảo nó luôn nha. Anh vô anh bắn bể cái đảo nó luôn. Try to attack you, ok. Coi nó có ba cái khi nó có lặp lại anh không? Đó vậy đó. Các bạn có thể gửi những cái thông điệp của mình tới với cái chương trình Mèo Cubic này, và để Bảo có thể tâm sự và chia sẻ cho các bạn để cho các bạn có những cái câu trả lời đúng dành cho bản thân mình nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.